Xin chào tất cả các bạn. Chào hai bạn Bảo Quân và Bảo Ngọc nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học bài tập trong quyển sách giáo khoa Toán lớp 1 tập 1 bài tập trang số 63. Các bạn ơi, ở đây sẽ có bài số 3, đó là điền những cái số thích hợp vào trong ô trống. Ô trống hay cho số hỏi chấm này. Đầu tiên chúng ta nhìn hình nhất là vẽ cái gì đây? Bạn Quân nào? Hình nhất vẽ gì nhỉ? Vẽ số 1. Vậy đây là cái gì? Cái này là cái cá. À đúng rồi, vậy những con cá ở trong bể đúng không nào? Bây giờ mời bạn Quân đếm cho cô xem là có bao nhiêu con cá nhé. Các bạn cùng nhau đếm là có bao nhiêu con cá nào, cùng đếm to nào. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là có mấy con cá ở trong bể thứ nhất nhỉ? 5. 5, đúng rồi, có 5 con cá đấy. 5 con cá. Trong bể thứ hai có mấy con cá đây? Không có con cá nào. Bây giờ nhé, vậy chúng ta có phép tính nhỉ? 5 con cá cộng với không con cá nào, vậy tất cả là có mấy con cá nào? Tất cả có mấy con cá nào? 5 con cộng với không con thì bằng mấy con nhỉ? 5 con. Đúng rồi, bằng 5 con. Ở ý B chúng ta có những chiếc gì đây? Chiếc thuyền, chúng ta đếm xem có bao nhiêu chiếc thuyền màu xanh. Mời bạn Quân đếm nào. 1, 2, 3. Vậy là có mấy chiếc thuyền màu xanh nhỉ? 3. 3 chiếc thuyền màu xanh nhé. Cộng với lại bao nhiêu chiếc thuyền màu nâu nhỉ? Bao nhiêu chiếc thuyền màu nâu đây? 1, 2, 3, 4. À, 4. 3 chiếc thuyền màu xanh cộng với 4 chiếc thuyền màu nâu, vậy tất cả là có bao nhiêu chiếc thuyền? 3 cộng 4 bằng mấy? 7. 4. Rồi, bằng 7 nhá, chính xác nhá. Tiếp tục là đến bài số 4 này. Tìm chuồng cho thỏ. Chúng ta có mỗi con thỏ sẽ có những cái phép tính ở trên cơ thể chúng nó. Đây, con thỏ đầu tiên có phép tính 3 cộng 1 bằng 4 á. Bằng 4, chúng ta sẽ nối với ngôi nhà số 4 đúng không nào? 6 cộng 2 8. Bằng 8, nối với ngôi nhà số 8. 5 cộng với 2 7. Nào, 5 cộng 2 nào, bây giờ chúng mình sẽ nắm tay lại nhé. Nắm tay là 5 cộng với 2 nữa, đếm thêm 2 bước nữa. 5, 6, 7, đếm thêm 2 bước. Kết quả là bằng mấy nhỉ? 7. Bằng 7, nối với ngôi nhà số 7. Tiếp tục, 2 cộng 4. Chúng ta sẽ nắm tay vào với số 4 nào. Đếm thêm 2 bước nào. Đếm thêm 2 bước. 4, 5, 6. Vậy kết quả sẽ ra bằng 6. Tiếp tục, 6 cộng 3 bằng mấy thì các bạn sẽ cùng nhau tính và comment phía dưới cho mình biết kết quả nhé. Thời lượng của kênh đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.